Yo, hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Và trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một chi tiết trong tranh Môn Sơn mà ai cũng phải trải qua, đó chính là vẽ quả cầu. Vậy thì làm sao để vẽ một quả cầu 3D vừa đẹp mà nó lại có một cái màu tương phản rất là tốt? Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu qua như bạn như vậy về một cách vẽ nhanh một cái quả cầu 3D. Và trong cái video này thì mình sẽ chia ra các mảng sáng tối của một quả cầu. Và như các bạn có thể thấy trong video là phần sáng nhất là bên tay phải và phần tối nhất là bên tay trái. Và sau khi mình xịt xong thì mình sẽ đè giấy lên để nó tạo ra những cái chi tiết nhòe của quả cầu. Và cái chi tiết là mình đè giấy lên thì nó... đấy, đến rồi. Và chi tiết này thì sau khi chúng ta đặt giấy lên thì nó sẽ ra cái độ nhòe rất là đẹp cho quả cầu. Và sau khi chúng ta đặt giấy thì cái phần tối nhất của quả cầu, như các bạn thể thấy trên video, nó sẽ bị bay mất một chút màu đen. Vậy nên sau khi mà đè giấy xong, mình sẽ dùng lọ sơn màu đen mình phủ lại, lướt lại một lần để cho nó đen đen chút. Rồi sau đó thì mình sẽ úp lại và mình đặt cái nắp lên thôi. Đó, giờ mình sẽ phủ đen toàn bộ để mình có thể tạo phần 3D và vạch sao. Thì các bạn lưu ý là trong khi chúng ta đặt lên thì chúng ta tuyệt đối là không được đè tay lên cái nắp, tại vì nó khi mà tay chúng ta ấn xuống thì nó sẽ tạo ra cái viền nó đậm quá, nó sẽ bị hằn lên giấy và nó sẽ chảy nước, nó trũng sơn ở đấy, nó rất là xấu, mà khi mà nhấc ra nó sẽ bị nhòe sơn đi rất là nhiều. Và giờ chúng ta sẽ đến với một cái bước mà mình đã để ý là nhiều bạn không hay chú ý đến bước này, đó chính là tạo cái phần 3D, một cái phần mà chỉ là một bước nhỏ thôi, đó chính là chúng ta thì cái phần sáng của cái phần tối của quả cầu lên. Mình như ở trong video mình đang xịt sáng cái phần viền đen của quả cầu, và các bạn chỉ cần một chút này thôi, nó sẽ làm cho bức tranh của bạn trở nên nó nhìn nó rất là sâu và nó đẹp hơn rất là nhiều. Rồi, như bạn có thể thấy mình xịt cái phần viền đen ở trên quả cầu trở lên cái nắp, và trong khi chúng ta mở ra ấy, thì nó sẽ tạo một cái màu sắc rất là đẹp luôn. Nó sẽ tạo cái độ tương phản giữa màu đen và màu sáng ở bên ngoài cái không gian bầu trời của chúng ta, và đặc biệt là kết hợp với cả những ngôi sao chúng ta vẩy xung quanh đó nữa, thì nó thực sự là tạo nên rất là đẹp. Và rồi mình sẽ mở nắp. Rồi, ok, các bạn thấy nó đã 3D cho ra rất là nhiều. Và mình sẽ lướt qua một lại ở phần, mình sẽ lướt qua ánh sáng ở phần sáng nhất của cầu, và các bạn để thấy rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình tới đây. Nếu các bạn thấy hay, nhớ cho mình một like động lực nha.